Ok, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ video này là nói rõ hơn về tính năng B2B, một tính năng là cho phép các bạn này. Đây, ngày hôm nay có quảng cáo flash sale mùng 2 tháng 9. Đấy. Thì một tính năng mà ở trên sàn Binance nó sử dụng đó là các bạn có thể kiểu giống như là bạn muốn mua tiền Bitcoin, muốn mua tiền ảo, muốn mua tiền USDD ở về phía mình chẳng hạn, nhưng mà bạn lại không thấy cảm thấy không tin tưởng mình thì bạn cần một người trung gian. Thì đây, cái sàn này nó làm nhiệm vụ tương tự như vậy, nó làm một là cái dạng trung gian cho các bạn mua bán cái này, và thậm chí là việc mà nó mua bán thì thực ra tiền bạn chuyển cho mình nhưng mà coin thì nó vẫn nằm ở trên sàn này. Chúng nó bản chất chúng nó cũng không mất đi đâu cả, mà trong cái đó là cái đồng tiền nó luôn chuyển thì nó luôn chuyển ở trong Việt Nam. Ví dụ như bạn gửi từ ngân hàng Vietcombank, bạn chuyển tiền cho mình thì là nó vẫn nằm ở trong Việt Nam, còn thằng sàn này thì nó sẽ chuyển cái USDT ở trong cái sàn này mà mình đang giữ, mà bạn đang giữ để cho mình chẳng hạn. Đấy, kiểu kiểu dạng như vậy. Thì nó là B2B, nó sẽ giống như kiểu là hai bên khác hoàn toàn nhau. Tiền Việt Nam là tiền Việt Nam, và tiền ở trong sàn này nó là tiền trong sàn này, và thằng sàn này nó gần như không được cái lợi ích gì ở cái đồng tiền Việt Nam nhé. Cái đồng tiền Việt Nam nó không được lợi ích. Nó được lợi ích ở cái gì? Đó là lợi ích khi mà nó đổi qua lại cái phí giao dịch mà phát sinh ở trên sàn này thì nó sẽ thu lại cái đấy thì ở trên này. Ok, ngày hôm nay thì có cái việc là ưu đãi, thì thường xuyên thì nó sẽ có những cái quảng cáo như này. Thực ra cái việc ưu đãi này nó nói các bạn có thể đọc, lên sàn có thể đọc, thì mình sẽ nói qua một chút. Đó là sẽ có người dùng là VIP trên này, đây là phát, những người này sẽ tạo ra một cái ưu đãi. Thực ra người này là người Việt Nam, hỗ trợ như thứ, tất cả người dùng là người Việt Nam, dùng trong lãnh thổ Việt Nam. Ok, thì tại sao họ lại phải tạo ra những ưu đãi này? Đơn giản là mình quay về ví đây, mình ấn vào phần mua nhé. Đây thì ở hôm nay các bạn nhìn đây, tính năng B2B thì nó sẽ có chia ra ba cái tính năng. Một là cái B2B này, hai là cái giao dịch nhanh và giao dịch theo lô. Thì thường thì mình thường sử dụng cái giao dịch nhanh là ổn nhất, mình là thường hay cần phải làm nhanh á. Thế nên ra là mình không muốn chờ chậm thì mình dùng cái giao dịch nhanh, thường là mình sử dụng đấy. Thì các bạn nào mà chưa biết cái sử dụng cái giao dịch nhanh này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới, các bạn nhớ xem cái phần giao dịch nhanh. Ok, ở đây mình sẽ giải thích dần dần. Đầu tiên là cái mục B2B, thì cái mục B2B này nó sẽ có một người, ví dụ như Hà Nội uy tín này, Wallet này, ở góc này các bạn sẽ chọn những cái đồng coin mà các bạn muốn mua, BC, BLB, ETH, ADA. Đấy, tùy các bạn muốn chọn lựa chọn đồng coin nào. Thì ở đây thì các bạn chỉ cần ấn vào mua thôi, hướng dẫn mua những cái thứ cơ bản như nào thì xem link phần mô tả bên dưới, mình đã có video làm rồi. Thì ở đây thì nó sẽ có một người để bán lên. Thì những cái người mà nào mà nó có cái phần kim cương này thì nó thường là những người mà ok. Đấy, thì thường là như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có ở bên góc này là phần mua, còn bên góc này là phần bán. Phần bán có nghĩa là một người nào đó đặt, các bạn muốn đặt cái việc muốn bán, cái kiểu như là bán đi ấy, có nghĩa là bạn đang có USDT nhá, thì bạn muốn bán cho thằng Đức Bảo này thì nó đang chào giá, nó muốn mua là giá là 23.7, còn ở bên này ấy, cũng muốn mua là giá muốn các bạn muốn mua cũng chào giá là 23 chứ. Ok, đoạn này hơi loạn chút vì nó mua bán nó bị ngược nhau, nó hơi loạn một chút, mình sẽ giải thích chút này để các bạn hiểu. Bạn mua có nghĩa là mua của Boilers B2B này, và người ta bán với cái thằng Boilers với giá là 23.72 thì các bạn phải mua với giá đấy. Còn bạn bán là bạn có đô la, bạn bán cho thằng Number One 1 này, nó mua với giá là 23.70. Ở đây thì các bạn phải nhìn thấy thằng bán và thằng mua nó bị chênh khoảng 2 đồng đúng không? Chênh rất ít thôi. Đây bây giờ thì nó lại có thằng mua với giá là 23.65 rồi này. Đấy, tôm nó đặt lên này. Tôm này đặt lên này. Đấy, thằng bán ở bên này cũng chưa có thằng nào. Ok, thì bây giờ mua thì với giá 23.65 thì các bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ bị rẻ. Thì nếu như mà các bạn mà chịu khó lăn lộn ở trên thị trường này thì nhiều khi các bạn sẽ căn được cái giá rẻ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, mua tôm vừa mới đưa ra 23.65 đã có người mua hết luôn rồi,
bởi vì nó giảm giá so với thị trường. Thành ra thành thử ra là khi mà có các bạn săn được cái giá ok thì bạn mua mua xong các bạn bán ngược lại với thằng này 23.70 đã là ăn tiền rồi nhá, đúng không? Vì thằng kia nó giảm giá thấp hơn so với thị trường đấy. Đâm ra là cách thức này là các bạn có thể làm ăn tiền khá tốt ở cái đoạn này đấy. Chính vì lý do vậy đâm ra là cái việc tại sao cũng là một phần là tại sao cái thằng kia nó phải quảng cáo cho flash sale 20 ngày, vì nó tạo ra được cái uy tín của nó, thì nhiều khi nhiều người ta sẽ lựa chọn những cái việc uy tín, người ta sợ những người này. Đại khái là như vậy thôi, nhưng mà bản chất thì vẫn giống nhau, nhưng mà nhiều người ta uy tín, còn về cá nhân mình cứ thằng nào rẻ thì mình mua chứ mình không quan tâm nào uy tín lắm, bởi vì cái sàn này nó đã khá là uy tín rồi. Đương ra là thường là nó ấy cái thứ sàn khá đen thì mới dính trưởng thôi, chứ còn thực ra về cơ bản là không dính, bởi vì thằng sàn nó khóa rồi, nếu như đen thằng kia nó không bán những cái thứ thì nó cũng sẽ bị kiện tụng rồi thế này thế kia, thì thằng sàn nó cũng khóa mà. Đâm ra là cũng về cơ bản thì nó cũng ấy thôi, về cơ bản nó cũng như nhau thôi. Đâm ra là không phải quá lo lắng đến sợ đâu về cái sự uy tín. Ok, đấy là tính năng B2B nhé. Tính năng giao ngay thì không có gì nói, chúng ta nói tiếp đến tính năng giao dịch lô. Có nghĩa là giao dịch lô này thì các bạn nhìn này, number one này, VIP trên là có đăng ký ở bên trên kia đấy, thì giao dịch là các bạn nhìn số sao này, giá ở giao dịch lô nó đáng lẽ theo nguyên lý thì mình nghĩ rằng là giá giao dịch lô nó phải rẻ hơn so với cái dạng giao dịch B2B này đấy. B2B này không, ví dụ B2B là 0.72 là giao dịch lô nó đặt tận 23.75 của thằng giao dịch đấy này, 23.08 cơ, 088 cơ, hoặc ở đây thì có cái thằng nó đặt đến 27 ok ổn mà. Thế thì giá đáng lẽ giao dịch lô này là các bạn phải mua cả một lô của nó, thì đáng lẽ em phải mua lô lớn như này phải rẻ hơn chứ, đúng không? Chứ nói gì đến mua lọ nhỏ lẻ như thế này. Đây cái việc mua nhỏ lẻ ở đây, số lượng ví dụ thằng bot B2B này nó có khoảng 3.000 đô thôi chẳng hạn, thằng này có 1.000 đô, này 80.000 đô nó bán đây chẳng hạn. Ok, còn phần bán này thì ở đây thằng này bán nó triệu đô này, 960 đô. Ô, thằng bán nhiều hơn là thằng mua ta, thằng bán nhiều hơn thằng muốn mua là ta. Ok, thì đại khái là như vậy. Thì các bạn có thể là bây giờ cái tích tiếp là tính năng, đó là cái việc mua và bán, các bạn cũng có thể là giao dịch ngay, giao dịch B2B với các kiểu, các bạn có thể đặt mua đặt bán với các thứ ở trên này. Đây cái này thì link ở phần mô tả bên dưới mình có thể nói rồi. Ok, ở trong video này là mình muốn nói nhanh ở cái phần B2B đấy, thì để cho một số bạn chưa hiểu để có thể là có thể săn được những cái đồng đô giá rẻ. Vì tầm này nhá, B2B các bạn khi mua vào thì mình thấy rằng là tầm giá Bitcoin lên như vậy mà giá bây giờ là 23.72 là giá khá ổn, thực sự là giá cũng khá ổn, không biết là giá nó có xuống thấp nữa không, nhưng mà hiện tại thì mình cảm thấy là giá khá ổn khi các bạn mua ở cái tầm này. Thực sự là giá USDT nó vẫn cứ loanh quanh vậy à, loanh quanh 23 à. Đấy. Thì các bạn có thể mua ở đây, sau khi có mua xong thì các bạn có thể nạp tiền vào xong rồi gửi tiết kiệm ở trong này, như các video mình hướng dẫn thêm nữa là khá ổn khi các bạn tiết kiệm ở trên này. Thì thực sự là nếu như mà so với ngân hàng thì mình không thể dám nói rằng là nó uy tín hơn ngân hàng, nhưng mà về cơ bản thì cái này mình sẽ có video phân tích sau, về cơ bản thì cái lộ rủi ro nó cũng ngang nhau thôi à. Thật ra là mình nghĩ rằng là việc các bạn có tiền tiết kiệm á, thì các bạn lên vào đây bạn mua đô, mua B2B như thế này, sau đó thì gửi tiết kiệm ở trên này, gửi tiết kiệm ở trên này đấy, mua B2B gửi tiết kiệm trên này, hoặc là săn những cái đợt khuyến mại biết các thứ ở như thế này đấy đấy để ăn phần trăm lên, hoặc là đây vào B2B bạn mua này, nhìn thấy thằng nào nó có giá thấp, ví dụ như là đang Hà Nội uy tín 23.72, lúc đấy có một thằng nó bán rất thấp xuống, thế là lao vào ôm thôi, ôm bán ra cũng đã ăn tiền rồi nhá, ôm phát bán ra đã ăn tiền. Thì thực sự là không biết là cái chuyển phí tùy từ ngân hàng nó sẽ có cho các bạn là chuyển không mất phí, ví dụ Techcombank chẳng hạn, đúng rồi, Techcombank nó chuyển giữa hai ngân hàng với nhau hoặc chuyển ngoài ngân hàng nó cũng đều không mất phí cả, đâm ra là các bạn cũng khá là ok nếu như giao dịch một lượng lớn thì khá là ok. Chưa kể các bạn mua vào đây nhá, xong gửi tiết kiệm USDT vào đây thì lại còn nhân ra tiền nữa, tức là chờ giá cao nó lên nó bán chẳng hạn đấy. Cách kiếm tiền của B2B này nó là như vậy, cái hình thức này.
nó cũng khá là hay, các bạn có thể tham khảo nếu như muốn sử dụng cái cách kiếm tiền ở B2B này nhé. Ok, cảm ơn tất cả bạn.